À, đây à, hôm nay em được giao trọng trách của hai cái Dương Hoàng Kim môn phái. Đây là phần thưởng của cái đua top rèn luyện sư anh em ạ, rèn luyện sư tháng vừa rồi. Hôm nay mùng 1 thì như anh em biết là đã trao tay ở đây cho anh em xem phần thưởng top 3. Top 3 thì có Tiêu Sở Hà hai một cú với Cang My. Đấy, còn top môn phái có Chu Chỉ Nhược này. Với lại dân chơi trở về đấy thì là bên dàn của anh Chu Chỉ Nhược là có hai hạc đó thì là có hai dương đấy, anh em dân chơi trở về là top phái Thiên Vương với Chu Chỉ Nhược là top Côn Lôn đấy, còn là hạc nào nhỉ, 26 cái mình top Đường Môn, Vinh Tổng, top Tiên Nhẫn, Chu Mật Đồ đấy đấy, tất cả những cái tên đấy. Đấy thì bây giờ có hai dương thì vào việc thôi đúng không. Đứng ở đâu nhỉ, lâu lắm rồi không lên 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 thấy đi Hoa Sơn em may mắn trên sân Bảo Lộ các kiểu à, đang còn dư không để em đây đang còn dư một cuốn Hà Tiếu đây. Nói chung là có phải là đen đâu, mở kiểu gì chả ra đúng không? Quan trọng là nó ra cái gì thôi, sao xiển có không nhỉ, có sao xiển gì không nhỉ, nhìn xem nào. Anh em nhìn có nhìn thấy sao xiểm không? À, bao tay trước em mở này. À không phải, nhầm. Em tưởng bao tay tứ không chứ. Đâu nhỉ, không có sao anh em ạ. À, Thiên Sơn đâu nhỉ? Đây. Giày Thiếu Lâm à? Giày có rồi, đừng có ra giày. Đừng có ra giày Thiếu Lâm. Đừng có ra giày Thiếu Lâm là đẹp. Em có biết đâu. Hello anh Minh Nguyễn nha. Hello anh Minh Nguyễn nha. Lung cấp 3 cấp phục hồi 60 này. Đúng anh em. À, làm dương đầu tiên nhá. Làm dương đầu tiên này. Ui rồi. Tôi chết rồi. Anh nào vừa báo giày đây? Anh nào vừa bảo giày đây? Cày đấy nhở? Hơi bực đấy. Thôi rồi. Cái nước dừa này là giày hoặc mũ rồi. Thốn nhỉ? Quan trọng là mũ hay giày? Ô. Cái gì nhỉ? Cái gì sao nhìn lạ nhỉ? Cái này là cái gì ta? Thôi nhìn giống của cái gì nhỉ? Nhìn giống của Thiên Vương lắm. Em chưa định hình nó là cái gì. Nó là cái gì ta? Ồ, cái mũ này là mũ của con gì? Mũ Nam Độc à? Đúng, mình không mặc được mà. Ồ, mũ Nam Độc anh em ạ. Nhưng mũ Nam Độc của mình là mũ này, mũ kinh nhất rồi. Mũ Nam Độc anh em ạ. Ui, cũng ba cấp mũ độc kỳ kinh cũng ok. Nhưng mà tốc hình như là không đủ. Là tốc 15. Tốc 15 đây, tốc 19. Nghĩa là một đủ 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 chứ, đủ chứ, đủ chứ. Một vô hình độc, độc sát nội 21, nói chung là ba cấp, nói chung là ba cấp ngũ độc kỳ kinh là dùng được rồi. Nói chung là mở ra đồ hoàng kim mà cứ ba cấp là có chỗ xài. Ngon à, ngon nhưng mà không ngon bằng cái mũ này anh ạ. Quan trọng là mình có rồi. Cũng là ô lung đấy nhưng mà không phải áo anh em nhỉ, lạ thật đấy. Rồi đến dương thứ hai đây, dương thứ hai là gì nào, áo ô lung ba dòng đi, nặng áo cho sướng, ba dòng ba dòng. Thôi rồi lượm ơi, trắng rồi. Một ô hay là hai ô hay là bốn ô? Ui giời ơi, đau hay bổng rồi, trời ơi. Ra quả thương thì vỡ mồm anh em ạ.
Trời ơi. Đau à. Nó là cái gì trời ơi, em không thích điều này anh em ạ. Thôi nó một ô đi cũng được. Hai ô thì cũng có thể ra mấy cái đồ hay ho. Ngọc bội ngọc biển gì đó. Bổng à, bổng bẩn lắm. Đao thiếu lâm mà. Ừ, đao thiếu lâm thì là tươi nhỉ. Đao thiếu lâm là tươi đấy. Ui, đau rồi. Đau rồi, đau rồi anh em ạ. Đau rồi. Đao thiếu lâm thì thôi nhỉ. Đao thiếu lâm thì... Thế đao này chỉ có ba con đao. Một là đao thiên... À, bốn con đao. Đao thiên vương. Đao thiếu lâm. Đao tê hoàng. Và đao xương tinh. Ngư Long Bảo Đao thì đúng là đời quá đen. Đúng không? Cái gì đây? Ui giời, xương tinh một cấp xương ngạo con lôn đã bẩn vãi lều. Ôi ơi. Min của min luôn mà. Trời ơi. Đao này đi đánh nhím à. Tốc xịt, băng sát xịt, sát thương phần trăm xịt nốt. Xương ngạo con lôn xịt nốt. Trời ơi. Quả đào thiếu lâm thì cũng tươi đấy. Trời ơi. Ôi cái đào này khả năng là 8 viên huyền tinh rồi. À đào này khả năng 8 viên huyền tinh 8 rồi. Đào đen đấy. Ra đào thiếu lâm thì tươi nhỉ. Đào thiếu lâm thì ngon quá. Cay thật đấy. Đào thiếu lâm đào Nga Mi. À đào... Đao thiếu lâm, đao tê hoàng đều đẹp. Đao xương tinh thì... Đao xương tinh thì quan trọng là phải tốc 40. Nhưng mà ra đao là ngon lắm rồi. Ra đao là ngon lắm rồi anh em ạ. Mà do mình đen thôi. Tài hời thối. Hai dương. Rồi đi đánh tống kim anh em ơi.